Vui Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản Ông Mai Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Vui Linh sẽ cùng kết nối với những người đang đi tìm nửa mảnh ghép của mình. Vui Linh, Ông Mai Hẹn Hò sẽ kết nối những cặp đôi online, mọi nơi có thể đăng ký đi tìm kiếm nửa mảnh ghép của mình. Đừng ngại ngùng gì cả, hãy đăng ký với tôi. Dạ, em ở Trảng Bàng anh. Xã nào? Dạ, ở xã Lộc Hưng ạ. Dạ, em cũng ở Trảng Bàng, xã Lộc Hưng. Thì là cùng xã rồi. Em mong muốn một người bạn sau này của em thì thứ nhất là phải hiền, trung thủy, chân thành và có ý chí cầu tiến ạ. Em gặp thân như vậy lý do là tại vì hồi trước hoàn cảnh khó khăn. Nếu mà không có kinh tế, có gia đình thì hơi khó khăn. Bây giờ đã có kinh tế rồi, mình lo lắng vậy đây. Sẵn sàng lấy vợ chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi. Có cô dư rồi. Xin chào em trai. Xin giới thiệu, tôi tên là Quỳnh Thanh Đảnh, năm nay tôi 40 tuổi, nghề nghiệp của tôi là nhân viên kế toán tiền lương. Ngoài việc ở công ty tôi về nhà còn chuyên việc đó là phần về kinh doanh của tôi, đó là chăn nuôi. Người con gái tôi thích là người con gái dễ nhìn, vui tính, người con gái truyền thống và hiện đại. Xin chào em trai. Chào anh. Cho tôi kết nối với bạn nữ nào. Chào, mình tên là Ngọc Lành, mình sinh năm 90. Mình sinh ra và lớn lên tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Công việc hiện tại của mình là quản lý công tác an toàn cho một công ty sản xuất tại Tây Ninh. Mình là người vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của mình thì mình hơi nhút nhát một tí. Rồi hơi lo lắng, hơi lo xa thái quá. Sở thích của mình thì mình thích trồng cây, hoa, đọc sách. Mẫu người mà mình thích là người hiền lành, có ý chí cầu tiến, chân thật và trung thủy. Em chào anh. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở trên màn hình rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy mặt nhau nha. Mình cứ trò chuyện chút xíu, sau đó thì chúng tôi sẽ kết nối cho hai bạn gặp mặt nhau. Xin mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chương trình Hẹn Hò, dạ, chào anh Quỳnh Linh. Dạ, chào bạn nữ bên kia. Chào em. Em tên là Quỳnh Thanh Đảnh. Nay em 40 tuổi và quê em ở Tây Ninh. Nghề nghiệp của em là kế toán tiền lương. Trước em làm công ty, rồi xong hết việc công ty về nhà, em có một cái thứ công việc ở nhà như chăn nuôi. Em nuôi gì? Dạ, chăn nuôi bò, heo anh. Bò với heo hả? Nhiều con không? Dạ, cũng hơi nhiều anh. Giống như gần trang trại rồi. Trang trại hả? Khoảng bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò em? Bây giờ heo cũng gần 70 con, bò mấy 30 con. Trời đất ơi, nhiều rồi nha, coi như trang trại rồi. Vậy là ông chủ trại heo với bò luôn rồi. Dạ. Chúc mừng em luôn. Mời bên nhà gái. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, em cũng chào anh bên kia. Em tên là Ngọc Lành và em sinh năm 90. Em sinh ra và lớn lên cũng ở Tây Ninh luôn ạ. Công việc hiện tại của em là quản lý công tác an toàn cho một công ty tại Tây Ninh ạ. Lành ơi, Lành là ở Tây Ninh mà ở đâu vậy? Dạ. Có gần ở chỗ Đẫm không? Dạ, em ở Trảng Bàng anh. Xã nào? Dạ, ở xã Lộc Hưng ạ. Dạ, em cũng ở Trảng Bàng, xã Lộc Hưng. Thì là cùng xã rồi. Bạn ở ấp nào bạn? Dạ, em ở phường Lộc Hòa. Mình ở Lộc Bình. Về gần nhau không? Dạ, cũng hơi gần. Cũng gần anh. Cũng gần ha. Trời đất ơi, vậy sát bên rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Ngọc Lành? Dạ, điểm mạnh của em thì em là người độc lập, kiên nhẫn và em dễ thích nghi với môi trường mới anh. Dạ, điểm yếu của em thì em hơi lo xa, cảm thấy là giống như là lo lắng thái quá, với lại hơi nhút nhát một chút xíu ạ. Còn bạn Đẫm, ưu điểm, khuyết điểm là gì Đẫm? Dạ, ưu điểm của em thì em thích chăn nuôi. Dạ, còn về khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính. Em có mấy mối tình rồi Đẫm? Nói chung nhìn mối tình đó thì hồi còn sinh viên thôi, đó là mối tình đơn phương. Em gặp thân như vậy lý do là tại vì hồi trước hoàn cảnh khó khăn, để em đi làm học hành ra xong để làm để có kinh tế mới lo được gia đình được.
Nếu mà không có kinh tế, có gia đình thì hơi khó khăn. Bây giờ đã có kinh tế rồi, mình lo lập gia đình. Sẵn sàng lấy vợ chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi. Có cô Dư rồi. Còn Lanh, à, đường tình duyên thế nào em gái? Em, đường tình duyên của em thì em trải qua 3 mối tình. Em yêu xa không mà anh, cho nên là cũng không có tiến tới được á. Tại vì em thích là sống gần với gia đình của em hơn. Yêu xa không dạ, hả? Không có cùng quê. Vậy là hôm nay hợp lý rồi đó. Chúng ta coi như sát bên nhau luôn rồi dạ. Đó ha. Em mong muốn một người bạn sau này của em á, thì thứ nhất á, là phải hiền, chung thủy, chân thành và có ý chí cầu tiến ạ. Đó, đậm có hết đó nha. Hiền có nè, ha, cầu tiến có nè, đó, trung thủy chưa có bao giờ có mối tình nào luôn, toàn là yêu đơn phương với, toàn là lo chăm sóc mấy con heo với con bò không mà lo sự nghiệp quên tình yêu luôn á. Có cái mẫu hình lý tưởng nào không Lành? À, dạ mẫu hình lý tưởng là em thích anh Quyền Linh. À, anh dạ. Cũng nông dân lắm, hồi xưa cũng nuôi heo nuôi bò đó. Cảm ơn em. Còn bạn Đẫm, đàn yêu của em này là dễ nhìn một tí, à, biết quan tâm gia đình. Ví dụ ở nhà là truyền thống, ra ngoài phải hiện đại một tí, như ra ngoài phải cửa sản như là phấn son lên một tí. Ở nhà thì bình thường vậy đó. Thấy nãy giờ tính cách của Lành vậy em thấy ổn không? Dạ ổn anh. Ổn. Rồi hy vọng hai bạn sẽ gặp gỡ rồi mình sẽ kết nối được với nhau nha. Có gì bữa nào anh về Lộc Hưng anh ghé. Anh đã cũng có xây nhà tình thương ở Lộc Hưng, cũng có làm chương trình ở Lộc Hưng mấy lần rồi đó. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với 4 câu hỏi để xem các bạn có trùng khớp ý nhau không trước khi chúng ta gặp mặt nha. Các bạn chuẩn bị những cái bảng AB chưa? Dạ có. Dạ, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên để xem có trùng khớp với nhau không. Sở thích của hai bạn là gì? A là chăn nuôi, B là trồng trọt. Hết. Dĩ nhiên ta đang nuôi heo nuôi bò mà sao bắt người ta trồng trọt được. Ở câu hỏi đầu tiên thì hai bạn chưa trùng khớp với nhau. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Quan điểm sống thử của hai bạn thế nào? A là sống thử, B là không sống thử. Bắt đầu. Chữ B của Đậm có chút xíu à. Như vậy là chúng ta mỗi người, hai người cùng khớp với nhau rồi. Mình tiếp tục câu số 3. Khi kết hôn nên ở chung với bố mẹ hay ở riêng? A là ở chung, B là ở riêng. Bắt đầu. À, Đậm thì thích ở riêng. Tại sao? Còn Lành thì thích ở chung. Ở chung, ở riêng thì em thích cũng ở riêng hơn. Tại vì ở chung nhiều khi mẹ chồng nàng dâu cũng nghĩ ra cái chuyện cũng không tốt. Còn Lành, sao mình thích ở chung? Dạ theo em ấy, thì ở riêng cũng được, nếu như mà trong cái trường hợp mà gia đình của mình ấy, sẽ có những anh chị hoặc là em, gia đình mình đông ấy, thì mình nên ở riêng. Còn nếu như mà gia đình mình ít người ấy, thì mình nên ở chung để mình phụng dưỡng cha mẹ. Đúng rồi, như vậy cũng tốt ha. Nói chung hai bạn cũng có ý tốt với nhau hết. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 4. Năng khiếu của hai bạn là đọc thơ hay ca hát? A là đọc thơ, B là ca hát. Bắt đầu. À, Đẫm thì thích đọc thơ, Lành thì thích ca hát. Dạ, em xin hát tặng chương trình và anh bên kia một đoạn trong bài hát là Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cùng tình. Dạ em xin hát ạ. Hai, giọng cũng ngọt á chứ hả. Thôi tới Đẫm đi. Anh chỉ muốn đứng mặt em để nói là tiếng anh yêu em nhiều lắm, à, để chị chọn đời bên em, nên lúc em buồn ở bên cạnh. Anh muốn làm một sợi tóc ở trên da em, che chở những lúc mà em cô đơn. Chỉ không thì đó thôi anh lên đây. Thơ của ai vậy? À, thơ này em muốn sáng tác rồi anh ơi. Em sáng tác á hả? Dạ.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng gặp mặt. Hai bạn có thể gặp mặt, nhìn nhau, thấy mặt nhau và cùng trò chuyện với nhau. Bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi kết nối bạn Đẫm với bạn Lành với nhau nào. Chào em. Chào anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Tê La Thầm với cái câu hỏi để các bạn cùng trò chuyện với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn nha. Câu hỏi số 1: điều gì bạn luôn ước nhưng chưa thực hiện được, vì sao? Điều em ước là có một mái ấm gia đình nhỏ nhỏ hạnh phúc. Vì tại vì lúc trước mình lo làm để có kinh tế, giờ này mình có kinh tế mới lập gia đình. Dạ, còn em thì em thích là mở một công ty cho mình tự đứng tên làm chủ á. Công ty chuyên về tư vấn về an toàn lao động và môi trường cho các công ty trong khu công nghiệp đó anh. Nhưng mà hiện tại thì đó là chỉ là mơ ước thôi. Hiện tại thì em vẫn cố gắng để hoàn thiện tốt cái công việc của mình đang đảm nhận ạ. Câu hỏi số 2: kỷ niệm đáng sợ nhất của bạn là gì? Kỷ niệm đáng sợ nhất là mình không thích leo cao. Vì leo cao thấy hiểm, mình như đi thang máy được, ra đi gì được, nhưng mình leo cao ví dụ như lên tới lầu 4, lầu 5 nhìn xuống thấy chóng mặt quá. Mình sợ lắm, thành ra mình không thích leo cao. Dạ, còn kỷ niệm đáng sợ nhất của em là lúc em còn nhỏ, thì em chứng kiến cảnh là trời mưa rồi giông lốc với lốc xoáy á anh. Rồi bay hết nhà cửa, rồi cây cối ngã đổ hết. Rồi em chứng kiến đó là em sợ. Thấy trời mưa là mưa to là em sợ lắm. Bây giờ trước khi quyết định á, mỗi bạn sẽ có 30 giây để nói với nhau về những cái suy nghĩ của mình. Nãy giờ mình suy nghĩ gì về người đối diện qua cuộc trò chuyện, và có một chút rung động gì đó chưa, hay là một bạn nam có thể tỏ tình với bạn gái chẳng hạn. Nào, bắt đầu đi. Lần gặp thấy mặt em thì dễ thương, cắt xinh. Nếu em đồng bấm nút với anh thì anh sẽ lo em suốt cuộc đời còn lại. Dạ. Còn em cảm nhận về anh thì em thấy anh thì hiền, chân thật. Thì em cũng mong muốn là mình hãy cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn ạ. Rồi, bây giờ sau 3 tiếng đếm anh Nguyễn Linh thì các bạn đưa trái tim hay là đưa biểu tượng like lên nhé. Chuẩn bị. 1. Anh chỉ muốn đứng với mặt em để nói là tiếng anh yêu em nhiều lắm, để chị chọn đời bên em, nên lúc em buồn ở bên cạnh. Anh muốn làm một sợi tóc ở trên da em, che chở những lúc mà em cô đơn. 2. Ở riêng cũng được, nếu như mà trong cái trường hợp mà gia đình của mình sẽ có những anh chị hoặc là em, gia đình mình đông thì mình nên ở riêng. Còn nếu như mà gia đình mình ít người thì mình nên ở chung để mình phụng dưỡng cha mẹ. Ở chung, ở riêng thì em thích cũng ở riêng hơn. Tại vì ở chung nhiều khi mình chồng làm dâu cũng nghĩ ra cái chuyện cũng không tốt. 3. Bắt đầu. Chúc mừng. Như vậy là chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Anh Quỳnh Linh thấy rằng ở bạn Đẫm đúng là rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Và bạn cũng cần một cái người để có thể chia sẻ những cái công việc trong gia đình. Còn bạn Lành thì nhẹ nhàng, rồi cũng xinh đẹp, có nụ cười tươi ha, rất là sáng. Cũng có một cái dự định cho tương lai là chúng ta sẽ mở một cái công ty nào đó. Cũng có thể bạn Đẫm sẽ hỗ trợ bằng điều đó. Hai bạn rất là hợp với nhau. Chúc mừng hai bạn đã hẹn hò với nhau. Chúng tôi sẽ trao đổi số điện thoại của hai bạn cho nhau nha. Dạ, đồng ý ạ. Thay mặt chương trình, chúc hai bạn thật nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Hy vọng chúng ta sẽ sớm có một cuộc gặp mặt để chúng ta có thể tìm hiểu nhau sau mùa dịch nha. Còn bây giờ, đâu ở đó, 5K, cố gắng nha. Còn bây giờ, Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ kết nối với cặp đôi tiếp theo. Khi ban đầu mình đăng ký tham gia chương trình thì mình cần tìm một người đó thậm chí có thể hơn mình 1-2 tuổi, nhưng mà chín chắn mà trong suy nghĩ và trong công việc rất là đã sẵn sàng cho một mái ấm gia đình, mình cảm nhận thấy mình đã gặp đúng người mình tìm. Có quen một người thì lúc mới quen thì bạn nam đó nói là bạn tuổi em. Sau đó một thời gian thì em phát hiện ra là bạn này nhỏ tuổi hơn em rất là nhiều. Thì sau đó thì em cũng giận bạn đó một thời gian, rồi sau đó ít liên lạc mà cũng chia tay luôn.
Còn lúc đầu mà nếu bạn ấy nói thật thì cũng không có chuyện gì đâu ạ. Cho chúng tôi kết nối với bạn nam và bạn nữ nào. Xin chào, mình tên là Đào Thủy Quỳnh, 34 tuổi. Mình xuất thân từ vùng quê Hà Tĩnh nghèo khó nhưng hiếu học. Mình hiện đang công tác tại kho bạc nhà nước Bình Dương. Mình là một cô gái vui vẻ, hòa đồng, tính tự lập cao. Câu nói mà mình yêu thích: tình yêu, cuộc sống và cả con người đều như một quyển sách. Hay đọc một quyển sách hay chứ không phải chỉ cần một quyển sách đẹp, dù bên trong nội dung chẳng ra gì. Hình thức đôi khi cũng quan trọng, nhưng với mình, giá trị thật sự của một con người còn quan trọng hơn. Chào bạn gái. Dạ em chào anh ạ. Em tên là Nguyễn Văn Đức, em sinh năm 1989, năm nay em 32 tuổi. Em cao 1m65, nặng 62kg. Hiện tại em đang quản lý nhóm trẻ tư thục ở Bình Dương. Về tính cách đó là em là một người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó cho công việc và cuộc sống, không có rượu chè, cờ bạc hay các tệ nạn xã hội khác. Trong suy nghĩ lẫn trong công việc thì em luôn một người cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc khoa học và nghiêm túc. Về sở trường và ưu điểm thì em là một người có một trí nhớ rất là tốt, có thể hát và chơi thể thao được. Theo nhận xét của mọi người thì em là một người nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, hòa đồng với mọi người trong công việc lẫn trong cuộc sống. Nhược điểm thì em về tính cách em hơi khó tính trong công việc, nhất là trong công việc đôi khi giao tiếp còn hơi thiếu tự tin, không khéo trong ăn nói. Quan niệm của em về tình yêu đó là khi yêu thì luôn thật lòng, quan tâm, hiểu và thông cảm cho nhau, luôn luôn sẵn sàng chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn, tiếng cười và đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhờ chương trình mai mối tìm được một người bạn gái phù hợp để lập gia đình. Em xin hết, em xin cảm ơn chị. Xin chào em trai. Chào anh ạ. Bây giờ thì hai bạn chưa thấy mặt nhau, chúng ta sẽ giới thiệu về mình và trao đổi chút xíu rồi mình sẽ gặp nhau nha. Mời em gái giới thiệu về mình trước. Em chào anh Quỳnh Linh ạ, em chào ekip. Thì em xin giờ tự giới thiệu, em tên là Đào Thủy Quỳnh. Em năm nay 34 tuổi, quê ở Hà Tĩnh và hiện tại em đang công tác tại Bình Dương ạ. Em làm cái gì Quỳnh? Dạ, em làm ở kho bạc nhà nước ạ. Rồi, xin mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào các bạn, các anh chị trong ban biên tập. Chào bạn gái bên kia ạ. Em tên là Đức, em 32 tuổi ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em làm gì Đức? Hiện tại em đang quản lý nhóm trẻ tư thục ở Bình Dương anh ạ. Mình có thể mình giữ các bé từ 1 đến 4 tuổi, khoảng 50 bé. Tức là em là chủ đầu tư, tức là em chủ cái trường mầm non đó hay sao? Vâng, em là chủ luôn ạ. Tức là em chủ đó. Em đứng ra thêm một bằng, em thuê giáo viên. Dạ vâng. Đường tình duyên của mình thế nào em gái? Mối tình gần nhất đây của em ấy, thì có quen một người. Thì lúc mới quen ấy, thì bạn nam đó nói là bạn của em. Sau đó một thời gian thì em phát hiện ra là bạn là nhỏ tuổi hơn em rất là nhiều. Thì sau đó thì em cũng giận bạn đó một thời gian. Rồi sau đó ít liên lạc mà cũng chia tay luôn ạ. Mình đã trải qua, nếu mà tính cả mối tình đơn phương thì là 3 mối tình. Mối tình đơn phương thì hồi cấp 3 thì là hồi đấy là chỉ là học sinh nên là mình chỉ yêu đơn phương một bạn đấy 3 năm mà. Chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Dạ, dạ vâng ạ. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ có 4 câu hỏi để các bạn có thể hiểu ý nhau nhiều hơn. Chúng ta sẽ đưa dấu A hoặc B nha, để có trùng khớp ý nhau hay không trước khi gặp mặt. Câu 1, bạn thích nấu ăn hay thích rửa chén? A là nấu ăn, B là rửa chén. Bạn trai thích B, bạn gái thích A. Tại vì cái vấn đề nấu ăn của em nó hơi kém. Tại vì em từ bé em không ăn rau với lại hành tỏi nên là cái lúc mình nêm đến là vị em nêm đến nó không được ngon nên là em không thích nấu ăn lắm. Tức là bạn, nếu mà bạn gái nấu ăn mình phụ nấu ăn, mình phụ nấu ăn cho bạn được và sau đó mình có thể mình rửa chén được. Câu hỏi số 2, môn thể thao nào bạn thích hơn? A là bóng đá, B là bơi lội. Cả hai đều thích bóng đá. Chúc mừng hai bạn đã trùng khớp với nhau. Câu hỏi tiếp theo, bạn thích hẹn hò ở đâu? A là quán cà phê lãng mạn, B là một công viên cũng rất lãng mạn. Cả hai đều thích gặp nhau hẹn hò ở một quán cà phê rất là lãng mạn. Câu hỏi tiếp theo, bạn thích mùa nào ở thành phố Hồ Chí Minh? A là mùa nắng, B là mùa mưa. Bắt đầu.
Bạn quân thì thích mùa nắng, còn bạn nam thì thích mùa mưa. Em thích mùa mưa hơn là vì trong này mùa nắng không khí nó hơi oi bức. Nếu như mà công việc của em thì nó ở trong nhà thường xuyên thì là mùa mưa thì em thích mùa mưa hơn. Nó chỉ mưa trong Sài Gòn, nó không như miền Bắc, nó mưa nhanh tại nên là mình có thể đi chơi nó rất là hợp lý, thời tiết mát mẻ hơn là mình thích oi bức. Em không thích mùa mưa là vì đi đường á, mùa mưa đi phải mặc bằng mưa mà nhưng nó quá nhiều, em không có thích mùa mưa. Sài Gòn không mưa rơi cũng hay chứ. Hay là chúng ta đi ngoài mưa vào những buổi chiều đó, mặc áo mưa chạy đi làm về nó cũng hay lắm á, lãng mạn lắm á. Như vậy là chúng ta đã có 4 câu hỏi để các bạn có thể kiểm soát được, kiểm tra xem cái độ trùng khớp và hợp ý với nhau hay không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng gặp mặt. Nhờ bộ phận kỹ thuật hãy cho chúng tôi kết nối hai bạn thấy mặt nhau. Chào bạn. Dạ em chào anh ạ. Như lúc nãy thấy bạn chia sẻ là thấy bạn nói là bạn quen mọi người ít tuổi hơn mình á, thì bây giờ hiện tại mình đang mà 89 là mình ít hơn bạn 2 tuổi thôi, thì bạn thấy như vậy có vấn đề gì không? Cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Tại vì lúc đầu á, tại vì mình quen bạn đó là vì bạn ấy nói tuổi mình, bạn ấy nói là bạn ấy bằng tuổi mình, sau rồi mình mới phát hiện ra là bạn ấy ít tuổi hơn mình, cho nên mình mới giận thôi. Còn lúc đầu mà nếu bạn ấy nói thật thì cũng không có chuyện gì đâu ạ. Bạn thấy mình như vậy, bạn thấy có nhận xét gì về thứ nhất là về ngoại hình, thứ hai là về cái chia sẻ tính cách của mình? Nãy giờ thì mình thấy bạn nói thì mình thấy bạn cũng khá là hợp với cái tiêu chí của mình. Ngoài là chắc là bạn cũng nhìn nó là khó quá đúng không? Lần đầu tiên nhìn thì tại vì nó hình nó hơi xa, mình không nhìn rõ, nhưng mà cảm giác của bạn, cách nói chuyện của bạn là một người chín chắn. Tại vì khi ban đầu mình đăng ký tham gia chương trình ấy, thì mình cần tìm một người đó thậm chí có thể hơn mình 1-2 tuổi, nhưng mà chín chắn và trong suy nghĩ và trong công việc tức là đã sẵn sàng cho một mái ấm gia đình, cách nói chuyện của bạn ấy. Và thứ hai, bạn làm trong môi trường nhà nước mà có bạn là một người rất là cẩn thận tỉ mỉ trong công việc, mình cảm nhận thấy mình đã gặp đúng người mình tìm. Bây giờ chương trình sẽ có những câu hỏi để các bạn tự trả lời, để các bạn hiểu nhau nhiều hơn nha. Anh chỉ đặt ra câu hỏi thôi, rồi các bạn sẽ tự chia sẻ với nhau, tự trả lời với nhau nha. Chia sẻ khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời của mình. Cái này mình nói trước nha. Khoảnh khắc xấu hổ nhất là cái thời sinh viên năm thứ hai, tức là trong một cái giờ kiểm tra môn chủ nghĩa Mác Lênin, cái thầy giảng viên môn đấy, thầy nó ra bài kiểm tra, tức là kiểm tra 45 phút đó. Ai mà sử dụng tài liệu là thầy sẽ thu bài mà cho không điểm. Mình có kê cái quyển kế toán doanh nghiệp ở bên dưới ấy. Thì ngày xưa là sinh viên thì bạn biết ấy, nhưng nhiều khi quên không đem vở thì mình có chép bài từ khách này sang khách kia ấy. Tức là cái cuối của quyển kế toán doanh nghiệp mình có chép bài về chủ nghĩa Mác Lênin, nhưng mình không ngờ là mình không lấy kiểm tra lấy ra, mình để xuống kê ở dưới cái tờ giấy kiểm tra thì thầy giờ đúng cái trang cuối là có cái bài chủ nghĩa Mác, tức là thầy thu bài kiểm tra lại và có không điểm. Một cả lớp là quay xuống nhìn mình mà mình rất là ngại, vì tại vì thì thầy đã nói không ai là chép tài liệu, nhưng mà mình làm vậy. Thì cái khoảng cách xấu hổ của mình thì là cấp 3 thì mình là làm lớp phó học tập, nhưng mà hồi đó thì mình cũng khá là nghịch, không phải là mình không chú ý học bài, nhưng mà thầy mà giảng trên á thì mình ở dưới là mình sẽ mình cũng hay làm việc riêng, thì thầy đó thì thầy cũng rất là tương mình, nhưng mà cấp thầy dạy xong rồi mình cũng ở dưới á, mình quay sang mình nói chuyện với mọi người, thế là thầy phát hiện ra, thầy mới đuổi mình ra khỏi lớp, xong rồi bắt mình đứng ở giữa sân trường á. Thế là mọi người ở trong toàn bộ sân trường ai cũng nhìn thấy mình đứng trước lớp học á. Mình thấy rất là xấu hổ, tại vì mình là lớp phó học tập mà lại không có nói gương với mọi người á. Chia sẻ về đám cưới trong mơ của bạn. Tại vì bây giờ mình đang độc thân, chưa có gia đình, nhưng mà cái cảm giác mà có đám cưới rất là thích thú. Tại vì tổ chức thì có anh em họ hàng này, bạn bè, tất cả mọi người đều đến tham gia này. Thứ hai đó là cái khoảnh khắc mà mình đứng trên sân khấu được nắm tay người bạn gái mình. Tức là mình có thể mình khoảnh khắc đó là khoảnh khắc là các bạn mình theo mình nghĩ là nhớ nhất cuộc đời, trong nụ hôn chẳng hạn. Thế là cái đấy là nó khoảnh khắc tuyệt vời, là luôn luôn tưởng tượng cái đám cưới như vậy. Đám cưới trong mơ của mình thì không có thích làm đám cưới nó quá to, với lại nó không có thích làm, mình chỉ thích làm đám cưới nhỏ nhỏ, nó chỉ là đơn giản thôi, tức là tìm được một người mà có thể tâm đầu ý hợp với mình, cùng chia sẻ cuộc sống mình tới hạnh phúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thoải mái nói chuyện với nhau, sau đó chúng ta sẽ đi đến quyết định. Thì nãy giờ mình với bạn nói chuyện rồi, trước khi bạn bấm nút thì để mình sẽ tặng bạn một bài thơ. Em đã đi nhiều nơi nhưng ở mô cũng thấy nó bằng Hà Tĩnh mô. Gái Hà Tĩnh vô đối đẹp dịu dàng duyên dáng, dù làn da rám nắng, dù tóc rối rõ nào, vẫn thấy đẹp lần sau.
Gái hòa tính có đủ, tài sắc máu thua ai. Các em đừng tưởng bờ, nhưng khi mô làm vợ lại thủy mỹ nết na. Biết chăm sóc mẹ cha và chồng con chu đáo. Gái hòa tính là thế, biết nghĩ trước nghĩ sau. Gái hòa tính quê cho, mình xin hết. Rất hay, thực ra là mình có một món quà tặng bạn. Mình sẽ xin hát một bài, một đoạn trong bài hát của Tuấn Hưng. Mình dùng bài hát này cũng như thay lời muốn nói là mình đã tìm một người hợp với mình rất lâu rồi. Bây giờ không có chương trình gặp bạn thì hy vọng là bạn sẽ cho mình một cơ hội để tìm hiểu. Trong cơn say, anh đến bên em, cho qua đi những tháng năm cô đơn. Còn tim say, chỉ muốn yêu thương dù ta và em là hai kẻ xa lạ. Em là ai, phải chăng là thật, mà sao ta cứ mãi đi tìm. Rất là ngọt ngào, hát hay đó. Hai bạn đã có một cái cuộc trò chuyện từ nãy giờ, chắc chắn chúng ta cũng đã hiểu được phần nhau rồi. Bây giờ thì anh Luân sẽ đến từ 1 đến 3, chúng ta sẽ đưa ra quyết định xem mình có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định nha. Đưa trái tim hay là đưa quyết định là bạn bè. 1. Mình cần tìm một người đó, thậm chí có thể hơn mình 1-2 tuổi. Nhưng mà chín chắn mà trong suy nghĩ và trong công việc rất là đã sẵn sàng cho một mái ấm gia đình. 2. Mình thì không có thích làm đám cưới, nó quá to, với lại nó không có thích làm, mình chỉ thích làm đám cưới nhỏ nhỏ, nó chỉ là đơn giản thôi, tức là tìm được một người mà có thể tâm đầu ý hợp với mình, cùng chia sẻ cuộc sống, mình thấy hạnh phúc rồi. 3. Mình cảm nhận thấy mình đã gặp đúng người mình tìm. Bắt đầu. Chúc mừng hai bạn nha. Như vậy là hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Có lẽ qua cuộc nói chuyện vừa rồi chúng ta đã đồng cảm một điều gì đó trong cuộc sống. Và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trên cái con đường đi tìm nửa manh ghép của mình. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Chúng tôi sẽ trao đổi số điện thoại của các bạn để chúng ta có thể tiện liên lạc với nhau. Chúc cho hai bạn thật nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.